cũng ở trường thì năm nào mà chẳng được đấy đi cô nhỉ? Du lịch ấy hả? Vâng. Cô cũng có năm đi năm không chứ. Ở trường căn bản là người ta không có kinh phí đấy, cũng có ngân sách để đi. Ngân sách thì chỉ có tiền thưởng với tiền công đoàn, ít còn lại cũng mình phải bỏ tiền mình ra. 200 mét nữa, rẽ trái. Rẽ trái. Đấy, anh nhìn xem mà. Không biết đội kia đi đến chưa nhỉ? Ô tô đi thẳng. Đấy mà đi cái đường rẽ lúc nãy là ở đây này. Quay ra đây này. Dưới đây đang có một cậu. 300 mét nữa, bạn sẽ đến điểm đến của mình. Đi về hướng Tây. 600 mét nữa, rẽ trái. Anh phát trực tiếp đi. Quay video làm gì không tải được lên đâu. Nặng mê đâu. Quay về đến lúc mình xem lại. Phát trực tiếp à? Trực tiếp. Thôi. Tối rồi. Rộng nhỉ, trong này. Nó bao nhiêu mấy trăm hecta sao? Ừ. Như là 550 hay 750 hay là 7550. Hoặc là 55 hay 70 cũng không nhớ chính xác. Rộng lắm. Đại Lam Bình Dương. Được gặp bà Nguyễn Phương Hằng. Ừ. Đó là sao mình gặp bây giờ là sự bạn không bị bắt giam được không ạ? Rồi. Mở TikTok lên cứt Phương Hằng lúc nào cũng thấy Phương Hằng. Bên lính mình đâu hết. Ui, đẹp chưa? Kìa. Đây bãi đỗ xe ở bên này này. Bây giờ mình xuống đây thôi. Mình xuống đây thôi, xong đi đâu thì đi xe điện thôi. Xuống đây biển đâu? Mình xuống biển đâu? Mình phải xách đồ nữa chứ. Con đây con cầm này đi. Cái đồ kia mình có phải xách đi đây. Đồ tắm hả? Con đá có phải xách đi đây. Chắc quá. Mũ của Dũng đâu? Không biết. Dũng cầm cái này đi. Cho cầm đi. Cầm đi, cầm đổ. Dép này. Đội xe máy cứ cô gọi bọn nó xem nào. Thấy đến chưa? Hello mọi người, đây là khu du lịch Đại Nam. Mình đi 4 người là lớn không chị? Có nữa không? Hôm nay vé cổng là miễn phí nha. Cho mình chơi khu nào mua vé không có nha chị. Vâng. Thì nó có rừng thú, có biển, trò chơi, chim biển, có 4 khu. Nhưng mỗi khu cách nhau hơi xa nha. Gia đình mình tham quan trong này tới chiều không? Để em chỉ xe điện miễn phí cho mình đi. Có. Xe điện miễn phí là xe điện nhỏ như thế này. Vâng. Xe này ta đưa mình đi từng khu tí của mình nha. Xe là không tốn tiền nhưng mà từ giờ tới lúc mình đi về luôn. Vâng. Chút xíu mình hỏi người nhà mình á, tham quan vậy trưa nay mình có ăn trưa bình dân trong Đại Nam không? Có. Nếu mà có ăn là mình được miễn phí xe đó nha. Vâng vâng. À, đã đủ người đi chứ em. Dạ. Chưa, còn đang chờ. Em cho tham khảo thực đơn và bảng giá nha. Vâng vâng. Vô trong này ngồi đi chị, chờ vâng. Nhà.
nhỉ, mỗi khi mất 120 một người vào đấy. Tới trưa lại hoãn lên thứ hai rồi. Đã cho Phượng đi, máy của con nó bị lỗi, Messenger không gọi được, chỉ có wifi thôi. Cái này chỉ có gọi số thôi. Phượng đường sau chứ đường. Đang đẹp thế đây mưa. Ba người nữa. Dỡ xe thôi. Bốn người nữa. Ba người đi xe máy với toán mà nữa. Mình vô bàn ghế ngồi đi chờ đủ rồi nha, mình ta điều xe cho mình đi. Đây nè, chỉ bọc đi này vô. Bàn ghế ngồi. Trong này rộng lắm, mấy trăm hết. Đi về hướng Bắc. Rồi. Vào cấm đổi mà mua linh tinh nhá. Mẹ đuổi về đấy. Đây bà ngồi đây. Thôi tắt đi nhá, tí đến chỗ đẹp livestream.